Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Thứ nhất là em nhắm mắt lại để em dễ tưởng tượng. Mình nhắm mắt lại thì mình tưởng tượng ra được cái hoàn cảnh, cái cảm giác của người ta thì mình sẽ dễ hát hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em hay nhắm mắt nhiều, là tại vì có nhiều đoạn nếu như mà mở mắt ra thì có thể lúc đó là sẽ rơi nước mắt xuống. Em nghe người ta nói về ngoại hình của mình nhiều quá, thì em cũng bị phân vân, mình không biết là thật sự mình có thích hợp để người ta gọi với hai cái từ là ca sĩ hay không. Mạc Văn Khoa, Phan Như Thảo xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Nhà có khách. Chương trình Nhà có khách sẽ chiếu trên kênh YouTube của MCV Media và các kênh MCV Network cùng kênh của Mạc Văn Khoa Official. Dạ, lại một tuần nữa trôi qua rồi, thật sự là rất là mong ngóng khi được gặp lại quý vị khán giả và đặc biệt là gặp lại chị Thảo cũng như là tất cả những khách mời trong chương trình này. Thật sự thì em rất là thích những khách mời trong chương trình Nhà có khách. Mỗi khách mời tới nó mang một màu sắc rất là riêng. Có những khách mời tới mang tới rất là nhiều nụ cười, rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống. Nhưng cũng có những khách mời mang tới chúng ta những cái bài học, những cái giá trị rất là sâu sắc trong cuộc sống này. Khách mời hôm nay là ca sĩ, một bạn hát vô cùng hay. Xíu bạn ấy tới, chị sẽ biết cái giọng hát của bạn ấy hay cỡ nào. Bây giờ em mời khách mời nhé. Khách mời của chúng ta ơi, vào đi nào. Ôi ôi, chào em, chào Quang nhá. Chào chị Thảo. Chào mọi người, gia đình mình ngồi đi. Chào mừng tụi em đã tới với chương trình Nhà có khách. Chương trình của chúng ta là một chương trình tới đây giao lưu, chia sẻ với nhau. Có cái gì cứ nói ra, nói thẳng, nói thật hết ra để chúng ta cùng chia sẻ. Tuy là nhà có khách thôi nhưng mọi người khi bước vào nhà này rồi là mọi người cứ như, coi như là chủ nhà nhá, cứ nói chuyện thoải mái. Mình có thể giới thiệu bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả được biết. Chào anh Khoa với chị Thảo và tất cả các khán giả đang xem chương trình. Em là Ôn Vĩnh Quang, hiện tại đang là ca sĩ tự do. Em chào chị Thảo, em chào anh Khoa và chào tất cả khán giả. Em tên Tina, là bạn của anh Quang. Hiện tại em đang kinh doanh một bar nhỏ nhỏ ở dưới quê. Quê là ở đâu? Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. Spa tên gì em? Dạ tên Mỹ Nương. Nghe tên là nó rất là một cô gái đẹp đúng không? Đẹp dạ. Mỹ nữ vậy đúng không? Dạ. Cảm ơn Tina, còn tới em. Em chào anh Khoa, em chào chị Thảo và dâng chào tất cả những khán giả xem chương trình. Em tên là Dương ạ. Em là bạn của Quang ạ. Em lớn hơn Quang khoảng 2 tuổi. 2 tuổi. Em cũng là một ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do. Em Hùng, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Chào anh Khoa, em chào chị Thảo. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em là Nguyễn Kiều Anh, hiện tại em cũng là ca sĩ. Vậy lần này có 3 ca sĩ, một chủ spa. Đầu tiên là một ca khúc hát tới đâu hay tới đấy. Mỗi người hát một đoạn ha. Em bây giờ em hát một bài nào mà mọi người thuộc, mọi người hát một đoạn cho vui. Chiếc lá vô tình. Ở chiếc lá mà vô tình vô hả? Vô tình luôn á. Ok, rồi. Vâng, sau đây sẽ là ca khúc Chiếc lá vô tình. Mùa thu qua đây qua đây, rơi lại chút nắng lấp lánh, đóa tường vi bên nhà ai nở muộn. Mùa thu em đi qua đây, có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ. Mai có về, tình tôi đã vàng chưa. Em có buồn, đong tình tôi đầy. Mai có về, buồn như ngọn gió thu. Đông rồi sẽ qua, xuân người bên trời. Em có muốn hát không Tina? Dạ thôi ạ. Chắc em phụ họa được, đứng kế bên rồi múa được rồi. Bây giờ tới Quang, một giọng hát mà thật sự anh rất là mê. Dạ, cảm ơn Quang. Chắc bây giờ em hát một bài nó cũ chút xíu. Em hát một đoạn trong bài Xin lỗi của Hồ Tiến Đạt. Xin lỗi. Xin lỗi cơn mơ vừa qua,
xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, xin lỗi những đêm mùa đông thân nóng ngập trên bàn tay hiền lành, xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người. Tình yêu nào qua mùa đông gục chết trong sau đêm mùa xuân, có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bến bờ, có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa, có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về. Wow, thì à, mỗi lần nghe nhạc của Quang là em hay giống như là mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng để cái nhạc đấy, mình cảm giác cái câu từ Quang hát tới đâu, là ví dụ hát về một cái miền quê chẳng hạn, nghe từ miền quê là mình cảm nhận được là mình đang ở quê đó. Với lại em hát em cũng hay nhắm mắt nữa, cho nên là anh cũng nhắm mắt theo em. Cái lý do tại sao mà hát mà hay nhắm mắt đấy? Thứ nhất là em nhắm mắt là để em dễ tưởng tượng. Mình nhắm mắt lại thì mình tưởng tượng ra được cái hoàn cảnh, cái cảm giác của người ta thì mình sẽ dễ hát hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em hay nhắm mắt nhiều, là tại vì có nhiều đoạn nếu như mà mở mắt ra thì có thể lúc đó là sẽ rơi nước mắt xuống. À, có cái vui mà em không biết là nên vui hay nên buồn. Khi mà em hát em nhắm mắt như vậy á, thì một cái show dài thì thường người ta coi những cái đoạn khuất á, thì cái có một cái người khán giả chắc là người ta không có biết em, thì người ta mới vô, người ta comment, người ta nói là tuy là ông trời lấy đi của anh đôi mắt nhưng lại cho anh một giọng hát rất tuyệt. Có luôn. Bọn em nhắm mắt hết bài hay sao vậy? Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên. Em nhắm mắt gần như hết bài. Nhiều khi em suy nghĩ cái bạn khán giả đó, mà nếu như bạn coi cái clip full mà bạn thấy em mở mắt là chắc bạn giật mình quá. Rồi sao, em có trả lời không? Đâu dám trả lời. Những comment mà mình đọc không nghĩ là, bởi vì thật sự người ta chia sẻ cái đấy là cái thật của người ta, chứ thì đấy là người ta không biết người ta nói. Nhưng mà cơ duyên nào mà em tới với nghề hát? Tụi em có phải luyện thanh từ nhỏ rồi tập tành không, mà trời sinh ra cái giọng tụi em nó hay ho, nó tuyệt vời như thế rồi vậy? Em mê hát. Như là mình thích hát, nhưng mà mình không có cái đam mê và cũng không có cái ước mơ làm ca sĩ. Đối với em chuyện đó nó xa vời. Thì cái sau này cái mối tình đầu tiên của em á, em hay hát cho bạn nghe. Cái bạn muốn là có một ngày nào đó bạn được nhìn thấy em đi thi ở trên một cái sân khấu lớn. Nhưng mà vô tình em thì lúc đầu thì mình chỉ ậm ừ cho qua thôi, tại em nói làm gì mà mình có cửa mình bước vô được những cái chương trình đó. Thì sau này khi mà bạn bị bạn qua đời vì ung thư, thì em mới quyết định là mình thử mình đi thi một cái chương trình. Coi nó cũng giống như là để mình thực hiện cái lời hứa, tuy là nó có muộn màng một chút xíu nhưng mà dù ít ra mình cũng làm được. Thì may mắn cái cơ duyên nó lại đưa em đến với nghề hát luôn. Tới hiện tại, nếu như mà người ta hỏi em có cái gì hơn người khác thì thật lòng em cũng cảm thấy em không có gì hơn người hết. Em chỉ cảm thấy là mình có lẽ là mình may mắn hơn nhiều người. Khi mà vào nghề rồi á thì em hát là để kiếm tiền. Nói trắng là mình hát vì kinh tế thôi, chứ mình không có đam mê. À, tại vì mình nghĩ chắc là mình không có làm được cái nghề gì khác mà cái nghề ca hát nữa. Gần đây là cái mối tình sau này của em á, nó đổ vỡ nữa. Thì bắt đầu em lại hát vì những cái tâm sự của mình. Em ít bạn bè lắm, không có nhiều, ít khi tâm sự với ai. Tại nhiều khi mình không biết là mình nói người ta có muốn nghe không. Thôi thì thay vì mình đi tâm sự với một người thì mình chọn cái bài hát nào đó nó đúng với lại cái cảm giác của mình. Thì mình hát ra thì khán giả họ ngồi dưới giống như là họ đang nghe, lắng nghe cái lời tâm sự của mình. Rồi dần dần hình như là giữa em với khán giả của em nó có một cái sợi dây liên kết. Và bắt đầu họ đồng cảm được với mình. Wow. Nhưng mà anh cũng rất là muốn hỏi câu này là cơ duyên nào mà tới ngày hôm nay chưa có bài hát chung mà chúng ta lại chơi được với nhau đấy. Em và Quang và Oanh có tham gia một cái chương trình với nhau.
ở một cái chương trình âm nhạc. Bọn em làm nghề cùng nhau ấy, mình cùng đi hát, mình cùng một cái đam mê, mình cùng một cái sở thích. Thì khi mà bọn em gặp nhau, tuy là ở cuộc thi nhưng bọn em không nghĩ nhiều là ai thắng ai thua, mà chúng ta cứ gặp nhau là duyên rồi. Và cũng động viên nhau, xong đứng chờ cùng nhau. Không, rồi. Cái đó là anh nghĩ thôi, chứ thi ai không thắng muốn thắng thua. Em thi em muốn thắng thua ạ. Em muốn thắng thua lắm á, em quan là em cũng biết đâu rồi. Nhưng mà nghe người ta nói xấu nhiều quá. Vậy hả? Trời ơi. Có cái đó xấu luôn. Em không biết. Anh biết cái thời gian mà đỉnh cao anh Quang hot lên nhờ một cái bài hát ở trong phim ha. Thì ai cũng nói nó là Quang là gà cưng của một tập thể rồi là một người rất là khó gần. Nhưng thật ra là em cũng có từng thi chung một cuộc thi về Bolero với Quang, thì lúc đó em mới nhận định khác. Ủa, mình thấy anh này ít nói thôi chứ anh này đâu có chảnh hay là như mọi người nói. Thì khi tham gia cuộc thi thứ hai cùng với Quang là em mới thử Quang một cách như này, là anh này là ngồi khép vô một góc không nói chuyện với ai hết. Không phải là chảnh mà là anh đang kiểu anh trầm lại mọi thứ để chuẩn bị bước lên sân khấu á. Em nhìn em hiểu, thì em kêu là Quang vô kéo giùm em cái áo ơi, hai giùm em cái quần cái được không? Vô anh. Mà trong khi anh Quang không biết em là ai hết trơn á, ổng cũng đi theo. Rồi đến giúp, đến giúp anh cũng đi theo luôn. Thế mình thấy trời ơi, một cái người mà mình nói gì làm đó, kêu gì làm đó, dễ thương như thế mà tại sao mọi người nghĩ vậy. Nhưng mà từ sau cái đợt đó thì em với Quang nói chuyện nhiều hơn. Rồi sau đó thì nghe những câu chuyện của Quang thì em đồng cảm với Quang hơn, rồi thấy thương Quang nhiều hơn. Thì tới bây giờ. Còn đây là mình thi trong một cuộc thi âm nhạc là mình quen biết nhau, còn Sapa bên mình lại có quen biết với lại các bạn còn lại. Dạ, tụi em biết nhau từ năm 2014-15 tới giờ. Ngoài công việc kinh doanh thì em còn làm công tác xã hội. Trong lúc đó có một cái chương trình ở Long An, em mới qua tham dự. Thì anh Quang lại là một cái bạn tình nguyện viên hát cho chương trình. Và sau chương trình tụi em có một cái buổi họp nhỏ kiểu để góp ý á anh chị. Em cũng nói hơi nhiều á, nên là anh Quang cũng ấn tượng quá hay sao á. Cái về hai anh em kết bạn Facebook rồi nói chuyện với nhau từ đó tới giờ luôn. Lâu lâu em hát một đoạn, dạ. Cái em gửi cho bên này nghe xong bên này ngồi khóc. Tức ổng muốn chết luôn vậy đó. Là lúc đó mình đang buồn, nhắn nhẹ cái tin: anh ơi em đang buồn quá, thôi khuyên an ủi gì cho nhỏ em nó vui lên. Không, gửi cho em một cái bài nó buồn. Buồn thảm thiết luôn. Hay là xin lỗi. Em gần chết giết luôn cho rồi. Dạ đúng rồi đó chị. Giết luôn cảm xúc luôn. Em nghe xong em khóc thảm thiết luôn. Nhưng mà tự nhiên khóc xong nó khỏe hả? Dạ đúng nó, rồi. Nó lại lên tinh thần lại. Em cũng đã từng trầm cảm qua rồi. Thì cái cảm giác của mình khi mà mình trải qua những cái nỗi buồn mà mình không có dám tiếp cận với nó, mình cũng không có ai để tâm sự, mà mình cứ giấu trong lòng hoài đó. Một thời gian nó giống như là giọt nước làm tràn ly. Thì thay mà buồn ok thì cứ ngồi khóc sướt mướt, khóc cho thỏa thích ra hết luôn đi. Xong rồi mình mới cảm thấy mình nhẹ lòng. Chứ bây giờ đã không có người tâm sự rồi mà cũng không dám khóc, cứ ém ém ở trong đây hoài thì nó đau khổ còn hơn. Đối với người buồn thì gửi nhạc buồn, còn đối với một người mà kiểu ít khi mà biết buồn như em đó, gửi cho em toàn là mấy cái clip mà trang điểm mà son môi rồi đeo cây đinh thỏ rồi mặc đồ y tá bác sĩ rồi gửi cho em không. Cái gì vậy? Trời đất ơi. À, không có y tá bác sĩ. Rất là bao nhiêu lần cảm như thấy con em nó vui. Nhưng quá. Mà cái đấy là vui cho nó khùng ghê vậy đó, là kêu em làm. Đấy là Quang đang đi quay hay là một chương trình hay là không, tôi ở nhà. Không, tự nhiên cái là vì anh ra biết đâu. Em có cái tập em hay đêm là em hay ghẹo cho bạn bè em vui lắm. Thế có nhiều khi vui, cái nhiều khi cái em quấn khăn tắm ngang ngực hay là em mặc đầm hay là em son môi cho đỏ rồi em trang điểm như đàn bà thôi, cái em chụp hình em làm cái mặt em gửi quay clip nữa, coi quay clip. Trời ơi vậy đó. Bọn em ít khi có thể gặp được nhau do công việc và cũng ít khi được xuất hiện cho một số những cái chương trình liên tiếp cùng nhau, nhưng mà trong lòng có nhau và khi nào có việc cần gọi sẽ có mặt. Đây ở Long An, đây ở Bạc Liêu, đây ở Hà Nội, đây Sài Gòn. Nghe em mời một cái là Dương bút vé bay vào đây liền. Trời ơi. Nhóm bạn rất là mâu thuẫn. Nhưng mà mình ý là mình chơi với nhau thì cũng đã được gần 3 năm. Ít gặp nhau này thì chắc cũng không xảy ra mâu thuẫn gì ha, chắc vẫn chơi đoàn kết yêu thương gặp nhau. Gặp nhau nhiều là chắc chửi nhau nhiều. Thôi bây giờ đang nói về Quang rồi thì chẳng mấy khi mà gặp những người bạn chơi thân với nhau như thế này, thì bây giờ mình có khoảng độ 2 phút mình bốc phốt Quang. Đối với em thì nó không có cái gì xấu khi mà em gặp Quang ở một cuộc thi, vì là em ở Hà Nội, em không biết là trong Sài Gòn thì các bạn hoạt động ra sao và các bạn tên tuổi như thế nào. Đang ngồi nói chuyện nhau em thấy có một bạn mập mập, xong rồi đúng không, đúng bạn mập mà không đúng sự thật thì đúng mập. Xong rồi bạn đứng ở một góc như này,
ai cũng nhìn thấy bạn, nhưng không ai nói chuyện với bạn. Bạn nhìn thấy tất cả mọi người, bạn cũng không nói chuyện với ai. Em nhìn như vậy thì em nghĩ là hay là bạn mập nên là bạn ý tự ti. Thì em nhìn thấy bạn ngồi đấy cho đến khi mà Oanh ngoắc bạn ra đứng chung thì em cũng thấy vui vui trong lòng rồi, bởi vì là nói chuyện với cái bạn này, nói chuyện với bạn này, và khi bạn ý nói chuyện ra thì em thấy bạn ý dễ thương, dễ gần mà hiền ha. Hiền hiền lắm. Oanh bảo gì nghe đấy, biết quan tâm mọi người nha. Em cảm thấy là mến bạn ý. Thế xong rồi cho đến cái buổi thi xong rồi anh em mình đi chơi, bạn đang chơi vui bạn ngồi bạn dập lên như này, báo bạn luôn xong mặt bạn tím ngắt. Sợ quá. Oanh biết anh, em biết Quang và em biết triệu chứng, em lại càng thương bạn hơn. Tức là nếu mà ngày nào mình cũng ở cùng nhau, ngày nào mình tiếp xúc với nhau thì có thể tôi sẽ nói xấu được bạn đấy. Nhưng mà qua tất cả những cái gì tôi nhìn về bạn thì bạn ok. Dương với lại Oanh cũng như là Tina mang tới một cái nguồn năng lượng nó trái ngược với em ấy. Anh biết cái cảm giác khi mình thu mình lại chảnh hay gì đâu mà mình không biết là phải ra nói chuyện tiếp xúc bắt chuyện với người ta thế nào. Nhưng mà thật sự khi làm nghệ thuật ấy thì cái nguồn năng lượng nó rất là quan trọng. Nếu mà mình cứ ủ rũ quá, mình cứ thu mình nó quá ấy, thì nó sẽ hạn chế mình. Quý vị khán giả yêu lý giọng hát, quan trọng cái nguồn năng lượng mình phải tích cực lên thì cái màu sắc âm nhạc và cái nguồn năng lượng để mình sáng tạo nó sẽ nhiều, nó dồi dào hơn. Yêu đời, yêu người, tất cả mọi thứ thì cái tình yêu nghệ thuật của nó lên luôn, nghệ thuật nó cũng tới với em mình luôn, chứ mình buồn mình ủ rũ mình co quá cái mình không thấy cái gì đẹp nữa hết á. Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên. Mình làm bằng mọi cách như thế nào cũng không bao giờ mà làm hài lòng được hết tất cả mọi người, nhất là khi là mình làm nghệ thuật. Thì cái sự bình luận qua lại trên cộng đồng mạng là chuyện quá bình thường. Anh bị yếu tâm lý lắm. Em biết anh Quang từ khoảng cách đây 9-10 năm. Thì hiện tại bây giờ đã là tích cực dữ lắm rồi đó. Đã tích cực hơn rất là nhiều rồi. Hồi xưa còn khép nép hơn bây giờ nhiều. Dù hồi xưa cũng gọn gọn chứ không như vậy. Em nghe người ta nói về ngoại hình của mình nhiều quá. Thì em cũng bị phân vân. Mình không biết là thật sự mình có thích hợp để người ta gọi với hai cái từ là ca sĩ hay không? Ca sĩ là cần giọng hát hay mà em, đâu phải là nam vương đành là thấy gì đẹp đâu. Người ta hay nghĩ là mình ăn nhiều thì mình mập, chẳng hạn vậy. Nhưng mà đa số người ta không biết là em bệnh. 5-6 năm nay là chắc trong người em vô được khoảng cũng gần 20 chai nước biển. Ngày xưa em đã từng giảm cân thành công rồi. Em giảm được gần 30kg. Thì trong cái thời điểm đó em cực lực, em tập một cách điên cuồng. Rồi tới khi mà chân của em nó không chịu nổi nữa và em bị đứt dây chằng. Cứ ráng tiếp tục tập, nhưng mà em tập thì em lại trụ bằng cái chân trái nhiều hơn. Thì dần dần cái chân phải này của em nó bị teo. Và chân phải của em hiện tại là nhỏ hơn chân trái. Tới nỗi mà bây giờ không còn khả năng để nối lại. Phải bỏ cái dây chằng đó rồi nối một cái gân ở dưới má cá này lên. Cộng thêm cái em là từng có cái bệnh trầm cảm. Thì lâu lâu sau này á, những cái thói quen của cái thời lúc trước nó em vẫn còn bị. Đó, cái đó là do tinh thần á. Nó rất là khó khăn nên em phải tích cực lên. Ok, bây giờ chúng ta cùng tới với một cái trò chơi rất là nhỏ thôi. Đây là trò chơi hiểu ý. Thì tụi anh sẽ có những cái bảng, mỗi người sẽ có một cái bảng và một cây bút. Thì tụi anh sẽ hỏi một câu, tụi em trả lời. Xem là mình có trả lời chung ý hay không, có hiểu ý nhau hay không, có thật sự chơi với nhau lâu dài hay bền vững hay không. Dạ. Nhá. Chơi với nhau được hay không là của mày nè. Câu hỏi đầu tiên nhá, Quang sợ con gì nhất? Bỏ quay đáp án đằng trước rồi, xem là đáp án là gì. Rán. À. Tại sao em rán con rán vậy Dương? Bởi vì em nhớ có một lần như này, em mời bạn ra Hà Nội chơi với em. Nhà bạn có côn trùng không? Bảo không, tôi ở tầng cao nhất. Bạn cố gắng leo lên, nó gần nhà em có cái tổ ong. Thì em nhìn thấy bạn cũng hay nhìn xung quanh kiểu như vậy. Thì em đoán thôi, em đoán là có thể là sợ côn trùng. Mà côn trùng thì chắc là... Dán là sao? Thì em logic thôi, em thông minh mà, logic thôi. Tiên là thấy hiểu ý đấy, bây giờ tới câu thứ hai chị. Câu thứ hai là lúc mà rảnh Quang thường sẽ làm gì? Đấy là trông chờ sự thông minh của Dương. Bây giờ đáp án là gì, quay ra. Nghe nhạc. Khách mời tới đây mà chưa số nào mà hiểu nhau. Không có những gia đình mà có những cặp vợ chồng sống với nhau rất là lâu rồi. Rồi bố con chung nhà, rồi gia đình mấy thế hệ mà toàn trả lời sai hòa. Mà đây nhóm mình ít gặp nhau. Mà khoảng cách về địa lý cũng hơi bị ngang ngược nữa mà rất là hiểu luôn.
Rồi bây giờ câu này thì anh nghĩ là khả năng là sẽ trả lời được đấy. Ca khúc nào mà Quang tâm đắc nhất? Bạn ơi, không. Anh không có gì để hát về anh nữa. Lại cho Quang một miếng. Rồi bây giờ mình cho mọi người coi đáp án đi. Xin lỗi. Riêng một góc trời đi tìm tình yêu xin lỗi. Hát nhạc hoa quảng nhạc cỏ. Đúng là câu này mỗi người một bài của Việt Quang hát rất là nhiều. Cái bài này là cái bài đầu tiên mà anh bước lên sân khấu lớn luôn á. Bài hát này cũng hợp với con người Quang nữa. Lâu lâu có thích đứng một góc không à? Hiểu là ít ấy, riêng một góc trời à. Em hát vài câu đi. Đúng em rồi. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. À còn nặng ngắm thấy lòng sao mùa sáng, gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Nói chung là nhóm mình là hai câu đầu trả lời như vậy là cũng hiểu nhau rồi. Nhưng mà cuộc sống mà đâu phải là hoàn hảo được, nó phải có cái này cái kia chút xíu nó mới có màu sắc gia vị cuộc sống. Bây giờ chúng ta đã tới đây trò chuyện, nghe nhau hát và kể về cái kỷ niệm tình bạn của nhau rồi. Bây giờ anh mời bốn tụi em đứng dậy, chúng ta cùng di chuyển ra bàn ăn. Ngày hôm nay hai chị em tụi anh sẽ mời em những món ăn đặc sắc nhất trong căn nhà này. Rồi. Nhóm bạn thân thiết chúng mình đã ngồi trong bàn ăn của gian bếp trong chương trình Nhà Có Khách. Xin mời. Ủa là sao em anh? Bóc con tôm hùm cho Quang đi Quang. Không đâu có được đâu, anh bóc đi. Tại vì em hứa với anh Quang là sẽ không cho anh Quang ăn gì hết. Anh không cần. À Dương, em có ăn tôm hùm thì anh dạ. Anh Phan gấp salad cho Quang đi. Ôi này gỏi tôm làm được. Quang, em nhìn đồ ăn quá trời đấy, em có thèm ăn không? Ra đời cũng dám nhận mình quê. Bệnh dữ vậy đó. Ăn với bà nhỏ. À, thôi anh nói trêu vậy thôi. À, bây giờ thì sẽ có một nhân vật rất là đặc biệt xuất hiện trong chương trình Nhà Có Khách. Và anh cũng chỉ nghe nói về nhân vật này thôi, chứ anh cũng chưa được biết về nhân vật này. Và anh cũng đang rất là háo hức, tò mò, hào hứng. Xin mời nhân vật đặc biệt của chúng ta. Đây, tới đi em ơi, mời em ngồi. Em giới thiệu mình là ai, xuất hiện tới đây trong vai trò vị trí nào? Dạ, em tên là Minh, em sống ở Bình Dương. Hiện tại em làm nhân viên cà phê. Song song là em cũng đi theo anh Quang để đi làm trên thành phố chung với anh. Em là gì của bạn Quang? Dạ, em là người yêu của anh Quang. Gặp em thế nào Quang lại báo một cái tin động trời là tôi giảm cân. Đấy thì em nghĩ là nó phải có cái sự gì đấy. Đúng, nó phải có động lực, và tình yêu là một trong những cái động lực rất là lớn trong cuộc sống này. Trước khi em làm nghề cũng giống như em nãy em có nói là em chỉ làm vì cái đam mê, vì cái tâm sự của mình và mình muốn trải lòng và được đồng hành với khán giả thôi. Chưa có bao giờ em đặt cái chuyện kinh tế trong cái việc nghệ thuật lên hàng đầu. Nhưng mà tự nhiên sau này cái bắt đầu em thật sự là em rất là muốn có tiền. Em biết lo lắng về tương lai của hai người đúng không? Em cảm thấy có trách nhiệm hơn đúng không? Em muốn làm cái gì đó cho bạn. Đúng rồi, đó là tình yêu đó. Nên với lại nói thẳng luôn là nhiều khi mình cũng không có biết là tương lai như thế nào. Thì nếu như mà lỡ mà có chuyện gì thì em cũng có cái gì để cho bạn, để bạn có thể yên tâm về tương lai sau này. Tại vì khi mà bạn quen em á là em làm việc vì đam mê mà em đâu có cái gì trong tay. Nhưng mà bạn không có hề chê bai hay là đòi hỏi em bất cứ cái thứ gì hết. Thì thật sự bắt đầu em cảm nhận được là cái con người này đúng là cái người mà có thể ở bên cạnh mình lâu dài. Bạn xứng đáng
có được nhiều thứ hơn những cái mà mình chỉ có thể cho bạn ấy hiện tại. Chung là khi mà chúng ta đã yêu nhau là chúng ta sống cho vì nhau. Nay Quang anh gặp rồi, còn riêng em là hôm nay anh mới được gặp nhá. Và thôi tiện mình đã ra mắt rồi thì ra mắt luôn. Anh muốn hỏi là hai em là quen nhau lâu chưa? Em với ổng là quen trên mạng xã hội à. Xong rồi hẹn gặp nhau. Nói chuyện với thôi. Nhau một trong cả mùa dịch rồi mà gặp nhau một lần là rồi. Chính thức quen nhau luôn trong ngày hôm đó luôn. Ảnh đúng chất là đàn ông mà trưởng thành luôn á. Tại vì em quen ổng là em còn chưa biết ổng là ca sĩ mà. Xong rồi ổng thấy kiểu là em tưởng tượng ổng trên là nhân viên văn phòng. Ổng bận đồ đúng nhân viên phòng á. Xong rồi ổng thấy em trẻ quá, xong rồi cố gắng ổng bận đồ trẻ chung em đâu biết ổng già đâu. Nhưng mà chính thức là hai đứa quen nhau là tới ngày hôm nay là được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu rồi? Gần 2 năm Ý là hai đứa có bao giờ gây nhau hay có bao giờ không hiểu lầm trong nhau, hiểu lầm nhau là... hay có cái gì chưa, hay lúc nào cũng yêu nhau như thế này vậy? Đương nhiên là hạnh phúc, trong đó hạnh phúc cũng sẽ có cãi vã chồng nữa, chứ không thể nào mà 2 năm mà yêu nhau quá trời. Mọi người cũng vậy mà em cũng vậy. Sau rồi có một giai đoạn là em nghĩ là ổng đang yêu bản thân mình hay là ổng đang yêu em nữa. Xong rồi em cãi vã, xong rồi kiểu như là em đùng và cũng nói là anh có thật sự là nghiêm túc trong cái mối quan hệ không. Xong rồi ổng nói gì hết trơn. Cái người này có một cái cách giận hờn lạ lắm, nghĩ tới là nổi da gà luôn á. Chị biết không sao? Có một cái lần giận chị biết sao? Cái ngày đó giận vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết. Trở về Bình Dương xong còn anh về cẩn thận nha, hung cái rồi về tới nhà tự nhiên cái tìm. Nhắn tin không trả lời, gọi bắt máy. Rồi chuyển hình, đổi hình nền, đổi hình avatar thành mấy cái cây héo úa này kia nọ. Xong cái không biết nhắn tin gì cái gì nhà mở hộp bàn nhìn thấy có lá thư ở trong. Bây giờ em vẫn còn giữ luôn. Rồi cái gì vẫn thư? Trời còn giữ lá thư hả? Đâu đưa anh đọc coi, anh cũng tò mò quá. Hụt lỡ ra mắt rồi ra mắt luôn. 26 tháng 12 năm 2021. Quang. Em cảm ơn anh vì những ngày qua anh đã thương em, bảo vệ em, chăm em. Nếu anh đọc được lá thư này, chắc em cũng đã về nhà và sẽ không bao giờ thấy em nữa. Em đã biết tất cả những gì anh không cho em biết. Em xin lỗi vì không cố ý tìm hiểu chúng, nhưng anh đã làm em thất vọng. Xin lỗi anh, chúc anh tìm được hạnh phúc mới. Trời ơi, em thương anh. Mình yêu mình anh. Yêu anh. Chúc tìm anh đồ. Tìm hạnh phúc mới nhưng xuống dòng vẫn em thương anh, mình yêu anh. Hai trái tim rồi. Đó là đọc vậy sao chịu nổi. Đọc thôi xong rồi làm sao? Quay đầu xe về Bình Dương hả? Đâu có, em đọc xong rồi cái em giật mình kiểu là kiểu bị rối trí không biết phải làm sao nữa. Xong rồi vừa chạy xe trên đường vừa nhắn tin gì trên đường, nhắn tin bên đây trời mưa mà vẫn nhắn tin, bên đây vừa đép là cái thắng cái S. Thế là mình mới lại lần đầu giận nữa, nhiều cảm xúc lắm. Anh vậy thôi, khi mà mình mới yêu hoặc lần đầu người yêu mình giận lúc đấy mình bối rối, mình không biết phải làm sao hết luôn. Cái này là tôi, cái này là cảm xúc của tôi nè, xong rồi dí chân người ta luôn. Hiền ha, hiền. Em chúc anh tìm được một hạnh phúc mới nhưng vẫn nốt ở dưới là mình yêu anh rồi này kia, là vẫn đấy cũng chưa phải là dứt ấy, là đấy là giận thôi chứ không phải là một lá thư gì nó quá gì đấy, là những cái đòn tâm lý. Ngày hôm nay thì mình có chia sẻ với chương trình có một món quà muốn tặng cho Quang đúng không em? Dạ. Cái này thực chất là quà ổng tặng em giữ kỹ lắm, em không có xài gì hết trơn. Nói chung là mấy cái món quà mà ổng tặng là cái này cũng giá trị với em á. Em tặng anh cái này. Cảm ơn vì vì lấy quà của anh tặng, vì anh nhìn tặng anh. Vì nhiều quà. Cái quà gì đấy? Em sẽ không có tò mò. Anh không có tò mò hả? À nước hoa. Ngồi ở chiếc bàn này cũng rất là nhiều tập rồi, anh cũng lắng nghe rất là nhiều câu chuyện và cũng rất nhiều những khách mời đặc biệt tới đây. Nhưng ngày hôm nay mình tới anh cảm nhận được câu chuyện tình yêu của tụi em ấy cực kỳ cảm xúc. Anh có một sự ngưỡng mộ và bây giờ thì tất cả mỗi người sẽ có những cái lời nói cho cặp đôi rất dễ thương này. Anh Dương chúc hai đứa chúc quà. Em rất là mong
bạn em sẽ hạnh phúc. Anh cũng không biết là em và Quang sẽ đi được với nhau đến bao lâu, điều đó chúng ta không nói trước. Nhưng hiện tại và 2 năm vừa qua, cảm ơn em vì có em cuộc sống của bạn anh hạnh phúc. Chị Dương hay là Tina thì có thân với anh Quang như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là những người bạn. Nhưng em sẽ là cái người mà đồng hành với anh Quang xuyên suốt luôn. Nên là chị chúc em là lúc nào cũng sẽ giữ vững được cái sự chân thành đó, cái tình cảm đó. Và lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Em dạ. Chị rất là cảm ơn khi mà em đã đến bên cạnh Quang và cho Quang một cái nguồn năng lượng sống tích cực như hiện tại. Hy vọng là hai người sẽ nhớ lúc nào đó mà có giận hờn, có cãi vã thì nó cũng chỉ là một bước ngoặt mà hai người phải trải qua thôi. Mình không đừng vì những cái chuyện đó mà mình xa nhau, hoặc là mình quyết định mình buông tay. Tới người chị của em, phải có lời chúc cho hai chị. Chị thì chị nghĩ là trách nhiệm của em nặng nề lắm, trở thành như một phần Quang sáng đến với cuộc đời của Quang, để cho cuộc đời Quang nó bớt u tối, nó bớt mù mờ, nó sáng hơn. Ừ, trong cuộc sống này đôi khi chắc chắn mình sẽ được trả về những cái điều xứng đáng với mình. Mà cái tình cảm của hai bạn rất là tuyệt vời, rất còn Quang á, thì em chỉ cần nghĩ rằng là mình có trách nhiệm khác. Ngày xưa em sống không vì ai, không có lý do để sống, không vì mình luôn. Bây giờ em có lý do đúng không? Em biết là em sẽ phải lo cái này lo cái kia, sẽ phải sống lâu hơn một chút, phải chăm sóc kỹ một chút. Cứ nghĩ là mình có vấn đề gì thì bạn này sao? Cố gắng là mình có trách nhiệm hơn, không sống vì mình nữa, sống vì con người này. Yeah. Thì cả hai người phải sống vì nhau, cố gắng lên. Thôi thì bây giờ chương trình cũng gần hết rồi. Thì ngày hôm nay anh rất là vui, cảm ơn Quang đã tới với chương trình Nhà Có Khách. Thì ngày hôm nay chúng ta biết được thêm về một chàng trai. Như chia sẻ, anh chỉ chúc cho các em lúc nào cũng hạnh phúc từng ngày, từng giây trôi qua. Tới bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng kết thúc rồi. Mạc Văn Khoa, Tài Như Thảo cùng tất cả các bạn đây xin được chào quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.